Dạ vâng, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Cái tôi là Phan Anh và tiếp tục chia sẻ với các anh chị và các bạn trong series video bài học King of Sale, những bài học hay nhất dành cho những best seller, dành cho những sát thủ bán hàng. Vâng, và bước sang phần thứ hai trong series video này. Phần thứ hai, tôi muốn xây dựng chân dung khách hàng tiềm năng. Trong phần 1, tôi đã xây dựng chân dung của một người bán hàng được mệnh danh là King of Sale, được mệnh danh là best seller, và giúp các anh chị nhận ra rằng như thế nào mới là một người bán hàng thành công. Thì phần thứ hai là tôi đi xây dựng một chân dung khách hàng tiềm năng. Với quan điểm của tôi là hiện nay có rất nhiều người bán hàng, có rất nhiều người làm kinh doanh không đang thực sự hiểu khách hàng của mình, không biết khách hàng mục tiêu của mình là ai. Tôi thường gặp các bạn hỏi tôi là em bán quần áo, em chạy quảng cáo như thế nào, em nhắm chọn vào ra sao. Thì điều đấy cho thấy rằng là gì ạ? Các bạn đang không biết xác định khách hàng mục tiêu, đúng không ạ? Có hai cách để các bạn bắt đầu với cái việc xác định khách hàng mục tiêu. Cách thứ nhất, bạn hãy chọn một khách hàng mục tiêu cụ thể, sau đó bạn hỏi cái nhu cầu của người ta, sau đó bạn đáp ứng. Cách thứ hai là bạn có một sản phẩm như vậy và bạn định vị khách hàng của mình, bạn định vị phân khúc của mình, sau đó bạn tìm họ và bạn phục vụ họ. Đó, thì thông thường chúng ta sẽ làm theo cách thứ hai nếu như chúng ta đã có sản phẩm rồi. Còn chúng ta sẽ làm theo cách thứ nhất nếu như mà chúng ta chưa có sản phẩm, tức là chúng ta phải nghiên cứu về khách hàng, được chưa ạ? Vâng, trong mọi tình huống chúng ta đều phải nghiên cứu về khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng là những khách hàng mà bạn, khi mà bạn tiếp xúc với họ, khi mà bạn nói về sản phẩm, khi mà bạn nói về giải pháp của bạn, thì họ sẽ nảy sinh nhu cầu ngay lập tức. Đấy, ý của tôi là như vậy, được chưa ạ? Vậy thì chân dung một khách hàng tiềm năng sẽ bao gồm những cái đặc điểm gì? Thì tôi sẽ trình bày với các bạn trong rất nhiều các video nhỏ của phần 2 trong bài học này. Đầu tiên, tôi muốn nói về sản phẩm bạn bán là gì. Đấy, muốn xác định được khách hàng mục tiêu của mình thì đầu tiên các bạn phải trả lời là bạn bán sản phẩm gì, giá là bao nhiêu, kênh phân phối như thế nào, đúng không ạ? Chính sách bán hàng ra sao. Khi mà bạn trả lời cho những cái câu hỏi này thì bạn sẽ xác định được trong đầu mình là một số những cái thông tin về sản phẩm. Ai là người mua sản phẩm? Ai là người thụ hưởng? Đúng không ạ? Mối quan hệ giữa người mua với người thụ hưởng. Ai là người ghép cổng? Ai là người gây ảnh hưởng? Thì trong bán hàng người ta sẽ có những cái loại khách hàng như vậy. Có thể có những sản phẩm người mua sẽ không dùng. Đấy, hoặc là người dùng thì không biết, đúng không ạ? Hoặc là người mua không dùng, ví dụ như là bố mẹ mua cho con cái, thì con cái sẽ là người thụ hưởng. Thì các bạn sẽ thấy là các cái sản phẩm mà cái đối tượng người mua không phải là người thụ hưởng thì cũng cách bán cũng sẽ hơi khác nhau một chút, có đúng không ạ? Và người mua chính là người thụ hưởng, cách bán cũng sẽ khác nhau một chút. Đó, bạn phải trả lời cho tôi ai mua, ai sử dụng, ai ảnh hưởng. Đó, tiếp tục là bạn phải xác định được các cái đặc điểm nhân khẩu học của khách hàng. Đặc điểm nhân khẩu học của khách hàng bao gồm là gì ạ? Tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân, sở thích, nơi sống, nơi làm việc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, phân khúc khách hàng. Tất cả các đặc điểm nhân khẩu học này, các bạn phải liệt kê nó ra thành một cái sơ đồ cây hoặc là cái gạch đầu dòng. Và sau đó các bạn hãy trả lời cho cái sản phẩm của bạn. Tôi lấy thí dụ thôi ạ. Vâng, chiếc áo vest mà tôi đang mặc như thế này, và chính xác là com lê đấy ạ, cả quần thì là com lê đấy. Bây giờ bạn xác định, và bạn nhìn thấy chưa ạ, bạn xác định là bạn bán cho đối tượng như thế nào, thì bạn sẽ phải xem là cái mức giá. Tôi giả sử 3 triệu đồng một cái áo vest như thế này, thì chắc chắn rằng đối tượng sinh viên rất khó có thể là đối tượng mua hàng của sản phẩm. Nó phải là những người đã đi làm, đúng không ạ, dân văn phòng, rồi thì dân công sở, rồi thì dân hành chính, cơ quan nhà nước, những người có thu nhập một chút. Đấy, kiểu dáng trông rất trẻ trung, một khuy màu đen lịch sự, ví dụ như thế, thì lại phải hướng tới những người trẻ một chút, già người ta không mua loại một khuy đâu, do thói quen. Đấy, thế thì chúng ta bắt đầu liệt kê hết ra, chúng ta phải xác định được tuổi, xác định được giới tính, tình trạng hôn nhân, sở thích, nơi sống, nơi làm việc, trình độ học vấn, đặc biệt như tôi nói là về thu nhập, được chưa ạ? Thu nhập nó quyết định rất nhiều đến cái hành vi mua của khách hàng, đến cái chân dung của khách hàng. Đấy, khi mà thu nhập còn thấp thì người ta sẽ lựa chọn các sản phẩm giá rẻ.
Nhưng khi thu nhập cao lên, có xu hướng cao lên nữa, thì người ta sẽ thay đổi các cái sản phẩm có giá trị cao, hàng hiệu. Ngày xưa người ta chỉ mong muốn là có một chiếc xe ô tô 200-300 triệu thôi, người ta đã vui lắm rồi. Nhưng bây giờ thu nhập của người ta tốt lên, đấy, người ta có thể kiếm được hàng tỷ mỗi tháng, thì người ta lại nghĩ đến là dòng nó phải xịn, an toàn, đẳng cấp, vị thế, đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ tạo ra cái gọi là phân khúc khách hàng. Thế thì các bạn có thể vào Facebook, các bạn tìm những cái đặc điểm nhân khẩu học của khách hàng, nó rất là chi tiết. Trong Facebook nó họ hướng dẫn rất là chi tiết, nó còn bao gồm cả học vấn, học trường nào, rồi tình trạng quan hệ hôn nhân vân vân, rất là chi tiết đó. Thì đấy là cái đặc điểm nhân khẩu học mà các bạn sẽ phải xác định cho khách hàng của mình, được chưa? Tiếp tục, đấy là các bạn sẽ phải xác định được là đặc điểm tâm lý học. Vâng, ví dụ như là sao, họ mua theo đám đông, đúng không ạ? Hay là họ mua có chọn lọc, chúng ta có biết không ạ? Họ mua có ý thức như thế nào? Họ mua khẩn cấp, đúng không ạ? Hay là họ mua theo thói quen? Đấy, cái cách thức họ mua như thế nào? Họ tạt ở bên đường họ mua, hay họ phải vào siêu thị thì họ mới mua, đúng không ạ? Hay là họ mua ngay ở cái cửa hàng gần nhà, đúng không ạ? Và cái diễn biến tâm lý khi mua hàng của họ là gì? Thế thì tôi nói về cái diễn biến tâm lý, đó là một cái hình cầu vồng như thế này. Cái hình cầu vồng nó sẽ đi lên đi xuống, được chưa? Hoặc có thể làm một cái đường thẳng diễn biến tâm lý. Ví dụ như ban đầu họ nhận biết nhu cầu, đấy, sau đó họ phân tích nhu cầu, đúng không ạ? Họ xử lý thông tin và họ ra quyết định mua hàng. Thế còn về mặt cái quá trình thì có thể là từ việc là họ tìm kiếm sự an toàn, sau đó họ cởi mở hơn, sau đó là họ bắt đầu là tìm hiểu thông tin, so sánh và ra quyết định mua. Thì cái đó tôi gọi là diễn biến tâm lý khi mua hàng. Thậm chí trong ngành tâm lý học về bán hàng, về khách hàng, tâm lý hành vi đấy ạ, thì người ta còn tính được là cái diễn biến tâm lý của khách hàng khi mua hàng nó như đồ thị hình sin như thế này. Nó sẽ lên xuống. Ý tôi là gì? Ví dụ khi bạn đi mua áo com lê như tôi như thế này, được chưa? Mua bộ com lê, bạn nhìn thấy cái mẫu này rất ưng, cảm xúc của bạn đi lên vì bạn thích nó quá, đúng không ạ? Đấy, sờ chất liệu rất đẹp, kiểu dáng mặc vào rất ưng, thích, cảm xúc đi lên. Bắt đầu bạn mới theo thói quen, đúng không ạ? Bạn mới vạch cái cổ áo ra, bạn xem tác giá đấy, đúng không ạ? Chúng ta xem giá, bạn nhìn thấy 5 triệu đồng, cảm xúc của bạn đi xuống bởi vì 5 triệu đắt quá, chúng ta không mua được. Đấy, thế sau đó nhân viên bán hàng ra nói với bạn là gì? Anh ơi, bộ này đang sale 30%, chỉ còn 3 triệu rưỡi thôi. Cảm xúc của bạn lại đi lên bởi vì bạn có một chút hy vọng, đúng không ạ? Bạn lại hỏi là có giảm giá thêm gì nữa không em? Có tặng quà thêm gì không? Anh thấy 3 triệu rưỡi vẫn hơi đắt. Thế thì các bạn ấy lại bảo là gì ạ? Vâng, vì bây giờ đang là Noel, vì bây giờ đang là Tết, bọn em đang clearance stock, vân vân. Bọn em sẽ giảm thêm hay tặng quà thêm cho anh. Cảm xúc lại đi lên tiếp tục. Đó. Thế thì với một cái cách như thế thì cảm xúc mua hàng, đấy, diễn biến tâm lý khi mua hàng, kể cả về mặt quy trình hay là về mặt cảm xúc, đều có những cái biến động. Và những cái người bán hàng giỏi thì người ta sẽ phải, lúc mà cảm xúc đi xuống người ta sẽ phải nâng lên, và lúc cảm xúc đi lên người ta sẽ phải kích để cho nó bay, đúng không ạ? Thí dụ như tôi nói về cảm xúc đi xuống khi nhìn thấy giá thì mình phải có khuyến mại. Đấy, cảm xúc đi xuống khi nhìn thấy thanh toán, bây giờ trả một cục 3 triệu rưỡi đắt quá, quẹt thẻ không cảm thấy gì cả, hay là cho vay trả góp. Đấy, những cái giải pháp như thế chính là chúng ta thấu hiểu đặc điểm tâm lý học của khách hàng để chúng ta sẽ sắp xếp hàng hóa, choice marketing, đúng không ạ, trưng bày đấy, rồi chúng ta đưa ra các cái giải pháp bán hàng để làm sao mà chúng ta bán được nhiều hàng hơn. Đó, thì đấy là cái mà tôi đang nói về gì ạ? Các bạn bán sản phẩm gì, đúng không ạ? Giá bao nhiêu, kênh phân phối ở đâu, ai mua, ai sử dụng, đúng không ạ? Ai là người ảnh hưởng, ai đã là khách hàng của bạn, đấy, ai đã từng mua, bạn phải tưởng tượng ra, đúng không ạ? Đặc điểm nhân khẩu học của một khách hàng, đặc điểm tâm lý học, đấy, rồi thì sao nữa ạ? Đặc điểm là gì ạ? Hành vi mua của họ, đấy, bạn phải trả lời được là gì ạ? Tại sao khách hàng mua sản phẩm? Những động cơ, những lý do khách hàng mua sản phẩm là gì? Họ mua vì sự sang chảnh, họ mua vì sự cần thiết,
họ mua vì mùa rét tới rồi mà không có quần áo để mặc, họ mua vì ngày mai có đám cưới người thân người quen, hay là họ mua vì hôm tới có một cái bữa tiệc. Rất nhiều lý do động lực để mua hàng. Mình phải xác định được các động lực đó để mình tư vấn, để mình làm quảng cáo nó mới tốt, đúng không ạ? Thế rồi chúng ta phải xác định được cả top of mind của khách hàng. Top of mind hay còn gọi là TOM, đúng không ạ? TOM. Top of mind tức là những cái nhãn hiệu nổi tiếng khi người ta lựa chọn một sản phẩm. Tôi lấy thí dụ điện thoại. Khi mà các bạn lựa chọn điện thoại thì là các bạn sẽ nghĩ đến là gì? iPhone của Apple, Samsung, đúng không ạ? Sony, HTC, BlackBerry, Oppo, Vivo, LG rất nhiều. Mỗi một cái người khách hàng nó sẽ có một cái top of mind riêng. Vì vậy, việc của chúng ta là chúng ta phải đẩy cái nhãn hiệu của chúng ta nằm trong top of mind của khách hàng. Đấy. Thường là người ta sẽ mua hàng trong top of 5 và top of 5 chứ không phải top of mind. Top of mind tức là những vị trí nhớ đầu tiên của khách hàng về nhãn hiệu. Thì top of mind tốt nhất đấy là top of 5, tức là 5 vị trí nhớ đầu tiên. Thông thường người ta sẽ chọn 5 vị trí nhớ đầu tiên. Sau đó thì người ta sẽ bắt đầu sàng lọc. Và cuối cùng người ta sẽ mua trong một trong 5 cái vị trí nhớ đó. Được chưa ạ? Họ thường mua nhãn hiệu nào trong cái sản phẩm này mình phải biết. Lý do vì sao, đúng không ạ? Loại nào, chủng loại nào, dung lượng nào thì người ta mua nhiều nhất. Đấy thì mình cũng phải biết. Đấy. Cách thức họ mua ở đâu, đấy, họ thường mua ở đâu, thời điểm nào họ mua, chúng ta cũng phải biết để chúng ta tư vấn cho khách hàng. Đấy, thế rồi thì chúng ta cũng sẽ thấy là gì ạ? Họ mua nhiều hay mua ít, đúng không ạ? Họ mua dự trữ hay là họ mua theo kiểu là ít một đó. Ví dụ như tôi thấy là tôi rất thích cái cách bán hàng của Omo, tức là họ đưa ra một cái sản phẩm bột giặt nhưng họ đóng vào thùng, họ bán 10 cân luôn đó. Tôi nhớ là như thế, ở quê ấy, mẹ tôi mua một cái thùng Omo mà nó như là cái xô đựng sơn ấy, không biết là 5 hay 10 cân, rất là to. Thì tôi đánh giá đấy là cách bán hàng rất thông minh. Bởi vì sao ạ? Đem cho khách hàng cái cảm giác được rẻ, được tiện, đúng không ạ? Và mua như thế sẽ được tiết kiệm rất nhiều tiền. Và họ đã mua rất là nhiều. Thực ra tiết kiệm được tiền thì họ đó là họ tiết kiệm được tiền bao bì, họ cũng rẻ. Với hai nữa là khi mua như thế thì gần như cái mức độ trung thành của khách hàng là rất cao. Tôi lấy ví dụ như này nhé. Bây giờ bạn mua một cái thùng Omo 5 cân đấy, thì bạn quy đổi thành 10 cái gói 500g, tôi giả sử như thế. Thế thì bây giờ bạn mua một cái gói 500g xong, gói thứ nhất hết, bạn đi mua cái gói thứ hai giặt hết, bạn đi mua cái gói thứ ba, nhưng cái gói thứ ba này, cái cửa hàng bạn hay mua, cái nhà đại lý mà bạn hay mua, cái cửa hàng tạp hóa bạn hay mua, nó bị hết, nhỡ nó bị hết. Thế thì mình thì đang vội giặt, đúng không? Tặc lưỡi, không mua Omo nữa, mua một cái nhãn hiệu X, ví dụ như Thai hay là Viso hay Vision vì gì đấy, rất nhiều các cái nhãn khác thay thế. Vậy bạn đã bị mất đi cái thứ ba. Tương tự như thế đến cái thứ tư, cái thứ năm bạn vẫn có thể mất. Thế thì bạn bán một cục như thế này, 5 cân tương đương với 10 gói luôn, khách mua luôn cả một quá trình, mình bán như thế mới là sướng. Thì đấy là một số những cái ví dụ, một số những cái ý tưởng để tôi cho các bạn vẽ cái chân dung khách hàng. Và tôi xin nói rằng đây là một cái phần thứ nhất, đúng không ạ? Sẽ còn cái video khác nói về cái chân dung khách hàng nữa. Bởi vì để vẽ được một chân dung khách hàng đầy đủ thì sẽ cần nhiều yếu tố nữa. Tuy nhiên tôi, như tôi đã nói, chia thành nhiều video cho nó ngắn. Bởi vì nếu mà nói cả thì nó hơi dài một chút. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của phần chân dung bán hàng. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.